Ăn chừng nào ăn lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh danh ngồi chậm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thắng rồi đi, đúng rồi. Thắng rồi đi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3 chị. Anh Cộng Dinh thì sao? Quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, giọng lạ quá, chào bạn. Em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng đó chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bên em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Như bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu. Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn. Vâng. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nói như là em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi, bao nhiêu năm? Dạ cũng 4-5 năm nay. Rồi hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ đúng rồi. Chuyện mới đúng rồi. À bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nữa là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại đó. Mà trong cái khoảng thời gian này em không có gặp được người nào mà em ước, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Ở quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À. Đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn em thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi, mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không phải không? Không, không có bậy bạ chị, hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát là thua học trò đấy, còn bạn hát ha, được không? Dạ hát kỳ lắm mọi người. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần ngoài Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. À, quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà dữ lắm đây. Đâu làm thử coi sao. Em hát thử một đoạn thôi. À.
Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình ngô bán nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền. Anh hai ngồi bé lái, quan họ về là về trao duyên. Ấy quan họ về là về trao duyên. Cũng được. Bây giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó. Lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình. Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Hay gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng có duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá, thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à? Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ, làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà lại thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân rồi đó chị. Mình đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó, tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh đó. Chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh, về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài trả vai rủ em. Chào hoài trả rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay nhá. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ là dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chi thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bơ mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên cũng là lạ luôn nha. Quá lạ. Thấy ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Thì vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Rồi có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? Em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em, mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao này tay cứ như kiểu là nhổ râu rồi chứ. Nhìn nó cứ đều đều kiểu ghê á đi. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Được coi cái anh bên này sao. Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái thì sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành, biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẻ lẻ quá thì không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi, em có nhậu nhiều không? Em à, nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè thì cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Vinh Linh ạ. Dạ. Chào cô. Cô của Huệ. Dạ. Ờ, bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy, thì cũng được. Rồi nếu mà đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương không cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn nhiều bồi dưỡng chán vô. Hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi còn bạn Tú. Dạ cảm ơn cô. Dạ em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh.
anh thấy em sao? Nhìn em vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đậu của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm ạ. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Em không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cái cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Vậy phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi, rồi rồi nhậu mà dắt em đi hoài, cuối cùng bụng ai bự. Cho người ta đi, người ta uống một mình thì bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Đủ. Anh đánh nhanh ngồi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thắng đi, đúng rồi. Thắng đi. Bao giờ? Okay. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3 chị. Anh cộng Dinh thì sao? Anh quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Trời, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi chân rồi. Khoan qua đi. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Có thể em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính. Rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà... Ghê đúng không? Lù khù rồi. Ừ. Ai đó. Không biết nổi đâu. Thôi hai đi em. Đấy á. Thôi anh về mình tính sau. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. À. 3. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Điện giật, điện giật. Ha? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không, không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ, giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Khá tính. Dạ. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép, dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi, ngồi đi, từ từ đến coi coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng,
một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. À, bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Hiểu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Rất là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là trái lọa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. À, học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ với có chị. Trời ơi. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu đâu gia đình bạn đâu? Dạ rồi, đây rồi. Càng bắt tay. Cố lên, cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à. Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn. Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ. Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ em cao 1m73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm da hả? Trắng tươi. Trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ. Trắng không tủ lắm trời. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. Chiều cao bạn á, em thấy sao? Có cao quá không? Dạ, hơi thấp. Chứ em muốn sao? 1m75 trở lên. Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, đúng muốn làm đẹp đúng không? Tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. Dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, chị đồng ý em. Rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì á? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. Bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? Em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. Đi ca hát. Nhảy múa. Nói chung là em thích cái gì năng động á, là em thích. Nhảy múa là sao em? Thì mình vừa ca hát vừa nhảy. Đúng rồi. Chị nhìn thấy em rồi thì thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, Linh ơi. Bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha. Nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. Đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mong muốn quá à. Cái gì mà vừa cứng
cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm một gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy. Hay nha. Cái vụ này hay nè. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao. Trắng. Chắc trắng. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe lắm chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Mình ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? Cao to, mạnh mẽ, đừng lãng mạn quá, đừng có ghen quá, đừng có... Đặc biệt là phải hay cười, khi cười giống em. Cười bên đây cười hoài, cười hoài hả? Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây, nãy bên kia nó đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi, bạn nói đi. Tính bạn hay có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Đó. Chứ làm chi? Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia cũng muốn học võ không? Em nghe bên đó biết đánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học. Bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi. Nên giờ em có dành thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ đánh thời gian rồi. Đánh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. Mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị và biết làm đẹp cho mình rồi. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu được mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ em thần tượng ca sĩ Andrew. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi cái nha. Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Tưởng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá. Rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lầu. Cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài. Nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười kì á. Em giới thiệu đâu có hoa đúng không? Quá trời xinh xắn và duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc lắm. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt quần đỏ. Hợp với dép lào á. Dép lào đỏ. Bây giờ bạn đang Linh có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, dạ. Nôn nao quá muốn rồi. Muốn không? Muốn gặp không? Gặp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng. Rồi, cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn. Bạn Liêm và bạn Hằng. Và bạn quay mặt về phía cái màn. Màn tình yêu. Chuẩn bị. Kéo lên. Bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Em yên tâm. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nữa mình tặng bạn luôn. Trời ơi,
dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lắm. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm. Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu anh chút rồi. Là còn 30 giây nhanh lên. Nói gì đi? Mình hẹn hò nha. Hết thời gian, hết thời gian. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mời bạn đứng dậy. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết chị. Em cũng biết luôn. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Mời nhà trai giới thiệu, mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Mình giới thiệu đi cưng, nhà gái mình. Em là Phạm Ngọc Bảo Vi. Em năm nay 26 tuổi và em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Nhật Bản. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Và quê em là ở Phú Yên. Quê ở Phú Yên, đúng không? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Vi ạ. Bên đàn trai giới thiệu bản thân mình đi em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng tất cả các vị khán giả có mặt ở phim trường. Thì con tên là Phạm Anh, thì hiện tại con 25 tuổi và kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về một số vấn đề gì hả? Dạ thì hiện tại cái công việc chính của con là kinh doanh đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt ha. Dạ con thì làm thêm một số nghề giống như là làm marketing và có làm hướng dẫn du lịch. Mình nói với bà mối nghe biết là cái ưu điểm khuyết điểm của mình. Đúng rồi đi. Con nói con nghe coi. Nói về khuyết điểm trước. Khuyết điểm của con thì giảm cân không bao giờ thành công. Cô với con chung tim. Ok, cô cháu mình chung tim. Con hơi khó tính, kiểu tại con làm bếp mà, cho nên là cái bếp của con lúc nào cũng phải sạch. Phải gọn gàng, ví dụ như đồ mà con để gia vị 1, 2, 3, 4 nhưng mà không thể thay đổi được, bạn nào thay đổi là con sẽ không chịu, tại vì con nấu phải nhanh. Tôi hiểu rồi. Chứ lại nhìn vô là nó phải bếp phải hoàn toàn sạch thì con mới chịu. Kỹ tính. Ưu điểm của con đi, khuyết điểm. Bây giờ mình nói ưu điểm đi, mình nói khuyết điểm nhiều quá. Thì con được con làm đa ngành nghề, thì con học đại học ra xong thì con sẽ không theo ngành của con, thì con học chuyên ngành ngoại thương. Nhưng mà con không theo ngành thì con bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt, rồi con làm review mấy cái homestay, rồi làm marketing đó con, rồi hướng dẫn đi du lịch, mà kiểu tại con thích là take care mọi người cho nên đó là con hay đi tổ chức các tour đi để nấu ăn cho mọi người, để kết hợp làm từ thiện. Vậy đó hả? Rồi bây giờ tới nhà gái tôi. Ưu điểm của con thì con rất là hòa đồng và con rất là vui tính. Con hòa nhập rất là nhanh so với mọi người. Tại vì công việc của con là nhân viên kinh doanh nên là con cũng chủ động. Thì con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ và cũng thích tạo niềm vui cho mọi người. Quá tốt. Còn về khuyết điểm thì con hay quên. Rất là hay quên và đôi lúc cũng hơi hậu đậu, hơi khó tính nên là mới ngồi đây. Nên là mới ngồi đây. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Nếu mà mối tình chính thức thì con có một mối tình hồi sinh viên và quen được gần 2 năm và con chia tay được 5 năm. Thì thời gian sau này thì con cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cũng không chính thức quen ai cả. Coi như chính thức có mối tình thôi. Dạ. Lúc còn sinh viên. Rồi mối tình đó ai cũng có cả. Thời thơ ấu mà ha. Đúng rồi. Thôi. Bạn ơi. Vi, tên là Vi. Vi ơi, con Vi hỏi. Ơi, con tên Việt á. Con. Ôi hay vậy. Vi Việt. Vi trời Việt. Ơi, mai mốt là quán ăn vặt Vi Vi. Vân vân. Vân vân hoặc là Vi Vi hoặc V V gì đó.
về Bình Phương. Con kìa, bạn hỏi thì con thích đi du lịch không? Mình thì rất là thích đi du lịch, nhưng mà trước giờ thì mình rất là thường xuyên đi du lịch một mình. Wow. Đi một mình thôi. Dạ. Nhưng mà bạn thích đi phượt không? Dạ, nếu có điều kiện thì vẫn đi được, tại vì con cũng tay lấy lụa mà. À, wow. Tay lấy lụa. Tôi thấy hai đứa này nó tiệp màu hết 90% rồi á, cái màu nó tiệp luôn á. Về mà... sở thích, về tính cách đó. Bạn trai là có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 3 mối tình. 3 rồi. Dạ. Dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là 1 năm. Thấp nhất là? Ngắn nhất. Nhất cũng là 1 năm. Ngắn nhất 1 năm mà dài nhất 1 năm. Vậy dạ. Là 3 mối tình mất 3 năm. Dạ đúng. Cũng nhưng có kinh nghiệm trong tình yêu. Hồi lúc đó là học lớp 11 á con. Ừ. Cái còn nhỏ cũng không biết gì. Như vậy là mình lý do gì mình chia tay là do nhỏ rồi mình không? Không hợp. Với lại con là cái ngành của con là con thường đi công tác, con đi suốt à. Ừ. Ví dụ như thứ 2, 3, 4 con sẽ dành thời gian ở Sài Gòn để con làm đồ ăn cho khách. Rồi xong cái bắt đầu thứ 5, thứ 6 con sẽ làm công việc khác là đi homestay, con điên cứu. Rồi về quê trồng rau rồi các thứ vậy đó. Dạ. Vậy là con ở không mấy năm rồi? Con ở không gần 1 năm. Hơn gần 1 năm. Dạ. Gần 1 năm, con ở không mấy năm rồi? Dạ 5 năm. Con ở không 5 năm rồi. Bên nhà gái đang tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Có thể chia sẻ với bên đàn trai không? Em thì em không cần phải quá đẹp. Chỉ cần em nhìn thấy có cảm mến là được. Mà cảm mến là như thế nào bạn? Có nghĩa là nhìn thiện cảm với nhau là được rồi. Nhưng mà bạn có thích 6 múi hay là gì không? À, cái này thì em thích 1 cục hơn là 6 cục. Thích 1 cục hơn. Ờ ơi. Nhưng em có thể diễn tả được cái mẫu hình lý tưởng như thế nào để dễ hiểu không? Dạ, con thì không có hình mẫu nào lý tưởng cả. Tại vì mỗi người có một cái nét riêng. Mình cũng đang dần hoàn thiện mình, nên là mình cũng cần người đó phải biết được giá trị của mình. Rồi, anh hãy là anh đi. Tìm mẫu hình lý tưởng thế nào diễn tả cho bạn gái nghe đi. Mẫu hình lý tưởng con thì thật ra cũng không có mẫu hình, nhưng mà con lại thích mấy bạn mẫm mẫm xíu, mẫm mỉm xíu, rồi da hơi trắng, rồi cười dễ thương. Đúng rồi đó con, có rồi đó. Trời ơi, sao mà y chang đó. Số con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, chắc con đi làm từ thiện nhiều đúng không? Con đi làm, con cầu được ước thấy, phải nói là cái mà con nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Nó như bông bưởi vậy đó con. Con coi được không? Cưng lắm, cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn nha. Giờ mình tham khảo ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Con đi với ai? Dạ con đi với chú. Trước tiên là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ và chút xíu và về Việt, thì là Việt là một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề là làm việc. Đại chú làm việc với Việt cũng lâu rồi, cũng 3 năm nay rồi, chỉ thấy nó ok nhất về cái tánh là nghiêm túc. Về cái giờ giấc cái mà sắp xếp công việc á rất là ok đó. Còn riêng về cô bên đây thì chú nói thật với Việt thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con thì sao. Trong cái cách tính cách mà ăn nói của cái bé Vi này á, thì chú ta cảm thấy là chắc cũng hợp với con được khoảng 70%. Rồi, cảm ơn chú. Con đi với ai? Hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. Bé ngồi ở kia. Rồi, mời đại diện nhà gái. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. Thì như chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là như anh thay thì em thấy tư duy của anh cũng mở, rồi cũng vui vẻ, hoạt bát, cũng khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi. Rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi Việt. Mời bạn đó ăn. Chào bạn. Chuyện của em đó. Là con mời bạn ăn hả? Thì tùy con thôi, con cũng mời ai con mời. Chú ngồi đó chú bực lắm á, chú nhìn. Nhưng mà con mời chú nhìn cái da đúng rồi, con phải mời chú giao ưu trước. Đúng rồi, con mời chú. Được rồi. Kính lão đắc thật. Rồi, cảm ơn con. Chú khoái này lắm nè. Con mời ai làm gì làm đi. Thôi cô cảm ơn. Đó. Yeah. Rồi. Cảm ơn chị. Wow, mời bạn. Hai đứa này là vui nha. Mời em chứ mời bạn gì em? Mời em. Mời em. Bạn lớn tuổi hơn con mà. Không, cái chuyện lên đây rồi á là cái bên đằng nam là lúc nào mình ở kèo trên á, mình là cứ là anh em thôi. Anh mời em thì cái này là cái da ua với lại cơm trái, này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Nó là giống như một cái đứa con tinh thần của anh vậy. Anh yêu nó. Nhưng mà bây giờ anh
Vì là vì con, vì con, là vì, con cho nên trao con cho em. Vì vì yêu nó cho nên là không có thời gian để kiếm bạn gái cho nên là bây giờ anh sẽ hy vọng là sau này sẽ trao được nó cho em để em quản lý nó. Với lại nhà anh đang thiếu một người quản lý kinh doanh. Thiếu người giữ tiền. anh mời em dùng thử, em muốn dùng cái nào trước không? Cái này thì nó có vị mặn. Còn cái này thì nó chua. Dầu ua ngon lắm. Ăn thử đi, cái này là ăn thử đi, ăn đi đừng có ngại. Rồi đó, rồi việc bỏ ở đây cho cho chung mình nữa thôi. Cũng thích ăn nói nên là mình nghĩ là cái quyển sách này nó hợp với mình đó. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, còn bây giờ mình đó, bên chưa đây, khéo bên lắm đây thì có được bạn nè, cho bên nhà gái con ăn thử đi, bạn đi chung đó. Bây giờ ăn uống phần quảng cáo đã xong, bắt đầu công việc chính của mình đi hả. Bây giờ việc nhìn bạn gái đi. Dạ. Vi đó, cảm nhận Vi thế nào? Vi mũm mĩm. Cưng nha. Cưng. Vi xinh đó Việt. Không biết nói gì. Mình có sẵn sàng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Hay là mình lại lướt qua thêm một mối tình gọi là mối tình thứ tư? Đối với mình thì xưa giờ khi mà mình bắt đầu một mối tình nào đó thì mình cũng không nghĩ đó là mối tình để lướt qua. Mình luôn luôn chú trọng vào đó. Nhưng mà khi mà tìm hiểu và yêu rồi thì con lại thấy là những cái chuyện đó con nó không hợp với nhau. Đối với con, sống không phải là tình yêu là tất cả mà cần phải hòa hợp để tiến tới hôn nhân. Thì những mối tình trước thì mình cảm thấy là chưa hợp với mình cho nên là dừng lại. Thì bây giờ thì mình lại muốn là không phải là tìm một cái tình yêu giống như là tuổi trẻ nữa, tại vì thời gian của mình không có. Nếu mà bạn mà chọn mình á thì mình nói trước là tại vì mình không có quá nhiều thời gian mà giống như là tuổi trẻ là để mỗi ngày phải chở bạn đi ăn đi uống hồi này đó. Nhưng mà mình sẽ lúc mà thời gian mà mình rảnh á thì 100% mình sẽ bỏ cái điện thoại và mình không dùng cái điện thoại để mình có thể bên cạnh người mình yêu. Đó là cái cách mình có thể chờ người bạn gái của mình. Tại vì là mình thì trước đây có một người từng nói với mình đó là họ có một cái thứ mà người ta không cho mình được. Thì mình mới hỏi đó là gì, thì người ta mới nói đó là sự quan tâm. Mình cần người ta quan tâm nhưng mà người ta có người ta không cho mình. Ủa, tại thì sao mình lại? Mình cảm thấy là nó không phải là vì mình nên là người ta ích kỷ nên là mình không tiếp tục cái tìm hiểu cái người như vậy. Đó thì, là mối tình cách đây 5 năm đúng không ạ? Không, cách đây thời gian trước. Nhưng mà ý mình hỏi cho rõ là mình không cần một người luôn luôn ở bên mình, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết. Nhưng mà một người mà người ta biết cân bằng, chứ không phải lúc nào cũng em muốn gì anh đáp ứng, không cần cái điều đấy. Ừ, đúng rồi. Không cần điều đấy. Mà đối với việc đó nha, thì mình là tự kinh doanh đó cho nên là áp lực từ nhiều thứ lắm, và mình làm rất là nhiều nghề đó cho nên là mọi thứ nó áp lực. Thì đối với mình đó, khi mà mình đi làm hoặc đi công tác vậy thì mình vẫn có thể gọi điện nhắn tin, chứ không phải là xuyên suốt 24/24 với bạn gái, tại vì ai cũng có công việc cả. Nhưng mà quan trọng là sau khi gác lại cái công việc đó, cái người mà mình nghĩ đến đầu tiên là ai. Đối với mình, tình yêu của mình là như vậy, chứ không phải là khi mà hẹn hò rồi bạn cảm thấy là mình đam mê công việc quá rồi không có thời gian. Thì mình nói trước cái tiếp để quen mình là như vậy. Không biết là mình ở đâu nhỉ? Việc có thì ở Gò Vấp, quê thì ở Tiền Giang. Tiền Giang là ở chợ Gò Vấp. Đúng rồi. À rồi. Mình có ngại khi quen một người nhiều tuổi hơn không? Đó là gu của Việt. Ồ, gu của Việt luôn hả? Dạ. Rồi lúc nào cũng thích máy bay á. Trời ơi. Đâu mà ra máy bay đây. Kiểu gái xinh đẹp, thậm chí lớn tuổi một tuổi, nhưng nhìn quay rất là trẻ luôn á Việt. Dạ. Trẻ hơn số tuổi luôn đó. Rất là xinh đẹp nữa, này không phải máy bay. Cái gu mà người ta nói cái gu của người ta mà. Máy bay chỗ khác kìa. Nha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận coi hai bạn sẽ hẹn hò như thế nào. Hẹn hò hả? Nếu mà khi mà tìm hiểu nhau được thì chắc những cuộc hẹn của mình sẽ là những ở sáng thức dậy ở một nơi xa, kiểu mình rất là thích camping và rất là thích đi du lịch. Tại vì và mỗi chuyến đi du lịch của mình nó sẽ lồng thêm một cái thông điệp, đó là mang những cái hơi ấm, mang những cái nụ cười mình đến những cái người vùng sâu vùng xa khó khăn hơn á. Thì mình thì lại không phải là một người giàu có để làm những chuyện đó, nhưng mà vì cái tư tưởng của mình có thể truyền được cái thông điệp đó tới mọi người, và mọi người cùng mình để làm được chuyện đó, và mình là người đi đến đó để thực hiện những cái chương trình từ thiện. Thì có thể là những cái cuộc hẹn của mình sẽ là những cái cuộc đi từ thiện, đi dã ngoại cuối tuần, thì đi ra một cái bờ biển hay là bờ suối gì đó nấu ăn. Mình rất là thích vậy cho nên là cuối tuần thì sẽ không có ở Sài Gòn. Còn bạn thì thế nào? Thì có muốn lãng mạn như thế không?
Em không cho đó là lãng mạn, còn, mà con, em cho đó là thực tế. Đúng rồi, thực tế chứ không có lãng mạn. Cái đó là lãng nhấp đó kiểu. Nhưng mà con ghét lãng mạn lắm, kiểu xính xớt đó. Thực tế là nó sẽ không có nói chuyện với cô Vân nữa. Nói chuyện với em đối diện kìa. Thực ra cái người đàn ông sống như vậy là rất có lý tưởng. Cô rất là thích cái mẫu người như vậy. Yeah. Nên là mình kết hợp á con với một công đôi chuyện đó con. Tụi con vừa enjoy được mà tụi con vừa cảm thấy là cái thời gian của mình nó có ý nghĩa. Nó không có bị là ý nghĩa cho riêng bản thân mình và ý nghĩa cho cộng đồng nữa. Thì cái điều nó rất là hay luôn. Yeah. Nên tụi con thấy cuộc sống của tụi con không bị vô vị. Yeah. Ngày xưa con mơ ước là được đi du lịch. Nhưng mà nghĩ là mới ra trường thì không có tiền để đi du lịch. Thế là con làm hướng dẫn viên du lịch. Xong cái thì khi mà đi á thì con không học nghề đầu bếp, nhưng mà khi mà đi á thì cái bắt đầu tìm tòi những cái món địa phương ở đó, thì con nấu ăn cái từ từ con thích xong rồi con về con làm đồ ăn. Thì con thì bán vô là con bán cho nghệ sĩ thôi, thì cái mọi người giới thiệu nhau cái từ từ cái nghề đến với con. Bây giờ con nói chuyện với bạn gái đi, dẹp cái chuyện bán vô với cô Vân Quang bên nha con nha. Bây giờ hai bạn trao đổi nhau chút xíu nào. Mình cảm nhận về nhau thế nào khi nãy giờ trao đổi nhiều câu chuyện? Bạn có suy nghĩ nói kêu bằng anh em đi cho tình cảm. Em có suy nghĩ gì khi mà thấy anh có mập không? Không, vấn đề mập ốm nó không phải là vấn đề. Em thì trong bản đăng ký em có nói là em thích người lớn tuổi hơn em. Tại vì họ có suy nghĩ chín chắn và em học hỏi từ họ. Nhưng mà lên đây là bạn anh này là coi như là bằng em đi, thì em không biết là cái suy nghĩ của bạn có chín chắn hay chưa, nhưng mà cái định hướng của bạn thì không phải ở cái tuổi này, không phải ai cũng làm được. Nên là một người mà có cái hướng về cộng đồng hay là mình đi làm từ thiện thì mình rất là thích điều đấy. Còn cái vấn đề ngoại hình thì nó không có là gì đó. Thời gian mình có thể thay đổi được mà. Nó không phải là vấn đề chính. Mình không có thay đổi được tại vì mình giảm cân 5 năm rồi. Tại vì mình chưa có động lực đấy. Đúng rồi. Bây giờ có lý do để giảm cân luôn. Còn về bạn thì công việc của bạn như thế nào và mọi thứ thì cuối tuần mình có thể sắp xếp được đi chơi, đi du lịch hay thế nào không? Tại vì công việc của mình thì chỉ làm giờ hành chính thôi, làm tới thứ sáu thôi. Hai ngày cuối tuần thì nghỉ. Cũng bình thường một mình thì hay đi chơi với bạn bè thôi, chứ cũng không có kế hoạch gì nhiều. Bạn có thích trồng rau không? Tại vì mình có một cái vườn rau mini ở quê á, trồng rau thì mọi người thì cảm thấy là cực đâu, nhưng mà mình lại đó là thú vui á, thì cuối tuần mình hay về quê trồng rau. Bạn có chịu cực được không? Nói chung thì ở tuổi này thì đối với em thì cái gì em cũng làm được, mà em thì cũng ở quê nên là mấy cái việc mà rau bếp núc thì nó quá đơn giản, nó cũng rất bình thường rồi. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của hai bạn thế nào? Đối với em á thì đối với riêng em thì em nghĩ thì không có ai mà ở bên mình mãi hết á. Em cũng không tin vào yêu đương. Nói thật là em không tin vào yêu đương. Nhưng mà em nghĩ là mình xứng đáng, mình có giá trị xứng đáng để người ta đối xử tốt với mình. Thì em muốn một người đồng hành với em cũng phải biết mình có giá trị và tôn trọng người đối diện. Còn khi mà em lên đây thì em cũng nghiêm túc. Em nghiêm túc với cái hành động của em làm. Nên là cho dù bây giờ duyên số nó sắp đặt mình ở đâu mình không biết, mình tin là mình nắm cơ hội thì cơ hội nó không qua vậy thôi. Còn đối với con á thì không phải đối với anh, đối với anh thì ổng la cô ổng Linh giáo này ổng khó lắm, ơi con ổng khó dữ lắm đó, đó là, con cứ nói chuyện với đối với anh thì kiểu tình yêu không phải là một cái gì đó ghê gớm lắm, mà đó chỉ là một cái sự đồng điệu giữa hai cảm xúc. Thì mình phải có cảm thông, có chia sẻ với nhau thì mình mới lâu dài được. Có những cặp đôi hoặc có những lúc mình yêu nhau nồng nhiệt á, nhưng mà cuối cùng có chuyện gì xảy ra mình không cảm thông, không chia sẻ, không cùng nhau vượt qua cái điều đó thì nó lại không thành. Đối với mình, cảm xúc thăng hoa chỉ là giây phút đầu thôi, còn mọi thứ là đều phải có sự cảm thông và chia sẻ với nhau thì mới lâu dài được. Mọi thứ thì đều cần thời gian cả. Thời gian thì bao lâu nữa chúng ta có thể định hình được đi đến kết hôn? Hai bạn trao đổi quan điểm với nhau đi. Bạn thì muốn kết hôn lúc nào, em thì muốn kết hôn lúc nào? Em thì em không có quy định thời gian bao lâu. Chỉ là khi nào mà hai người cảm thấy ok thì mình tiến tới thôi. Còn anh đó thì do là công việc của anh năm nay thì vướng vào dịch đó, cho nên là cũng kinh tế cũng hạn hẹp. Rồi thêm cái nữa là vừa đầu tư một số dự án thì kiểu cũng không có tiền cưới vợ. Bây giờ phải cài lại rồi bắt đầu mới có tiền cưới vợ. Chứ hiện tại thì chưa. Khoảng bao lâu mình định dạ định hướng chắc là khoảng 2 năm nữa thì chắc là sẽ nghĩ tới chuyện đó. Thì mình sẽ dành 1 năm để mình hoàn vốn lại mọi thứ, để mình sắp xếp lại cái cuộc đời của mình cho ok xíu đã, để trước khi có người khác bước vào cuộc đời của mình.
nếu hai bạn có cái kết tốt đẹp đến với nhau về chung một nhà thì quản lý kinh tế như thế nào và chúng ta ở đâu, thử định hướng đi. Bạn thì bạn đang ở đâu? Em thì em đang ở đâu? Em đang ở Tân Bình. Tân Bình đó, đường nào? Trường Sơn. Trường Sơn. Ủa? Gần sân bay. Vậy hả? Anh ở Quang Trung đó. Gần nhau. Tối đi ăn được. Anh thì... là con Vi á, là Vi đang ở đây với ai? Dạ em đang ở đây với một em gái với chị gái. Ba mẹ là ở Phú Yên hả? Dạ đúng rồi. Em thì em đang cho mình một cái mốc thời gian là nếu từ đây tới 3 năm nữa mà em chưa có người yêu thì em sẽ qua quê. Tại vì lúc đó là em của em đã ra trường rồi. Còn bây giờ nếu mà em mà có người yêu, em có chồng thì em theo thôi. Theo chồng. Theo chồng. Theo chồng. Là ở lại đây đúng không? Về Quang Trung ở. Ở đâu cũng được. Nếu là việc là việc ở dạ. ở đó là ở nhà riêng. Dạ, ở nhà riêng thì ở quận 12, còn cái chỗ Gò Vấp là cái chỗ thuê để kinh doanh mặt bằng. Nhưng mà có phòng để ở. Dạ. Đấy, bây giờ thế nào hai đứa đến với nhau thì quản lý kinh tế thế nào? Kinh tế con thì con dở về cái việc mà con thì có thể kiếm ra tiền được, nhưng mà tính tiền hay là cái gì con dở luôn, không biết, nhiều khi con hay quên đó, con nạo cái dạng đó. Bán đồ cho người ta, nó quên lấy tiền nữa. Nhiều khi đi xuống dưới lại dự án có cái đi xuống tới chỗ rồi mình quên xuống làm gì, tại đâu đem giấy tờ hay đó, con hay nạo cái vàng. Cho nên là sợ quen người yêu, sợ đang quen xong cái quên, đang có bồ đó chứ. Quên cái đó là không được rồi. Cái đó phải Vi phải control cái đó đúng không? Rồi, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều, có thể các bạn đã cảm nhận với nhau. Chúng ta giao lưu một chút xíu về có thể hát một đoạn nào đó để tặng nhau, để cùng giao lưu về cảm xúc với nhau, rồi ta quyết định thôi nào, tiến tới đi Việt. Có thể Việt nắm tay Vi, nói câu nào đó hoặc hát một bài nào đó tùy cảm xúc của mình. Con không biết hát thì con nói với cô ấy đấy, nắm tay con đi, muốn nói gì nói mạnh mẽ lên nào, chúng ta hãy cùng cái gì mà kéo quần hoài vậy. Rất mi. Rồi đó. Bây giờ Việt muốn nói gì với Vi, Việt nói đi. Nắm hai tay coi nắm gì mà giống như là ông Linh, anh Linh, chú Linh thấy là chú Linh la đó. Đó vậy đó. Hai tay nắm không? Anh kiểu ở ngoài á hay xàm lắm, kiểu khùng khùng vậy, nhưng mà ở trong thì cũng hơi ấm áp. Thì với lại anh hay khùng khùng, có những mấy chuyện mất cười lắm, nhưng mà nếu mà em chịu được cái người nhây nhây thì bấm. Đi hát đi Vi. Hát hả? Ừ. Hát một nhưng mà con á thì con rất là quạt náo tốt, kiểu con đi dẫn chương trình con hay cắm trại đốt lửa, nhưng mà ông trời không cho con biết hát, cho nên là giờ cần một bạn biết hát là được. Đó, bạn Vi hát đi, Vi hát chút cũng được nó Vi. Em hát một đoạn thôi. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dân trao, và em gọi anh trong anh sao, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Hay quá. Mấy cô gái miền Trung hát hay. Trở về ghế ngồi đi, Vi với Việt. Nó lọt khe rồi. Hả? Cái gì mà nó lọt khe rồi, kéo quần hoài. Vi nè, Vi. Điều này nha, Vi nha. Cái mì ai, cái mì ngồi xích vô. Chà chà. Việt hay là Việt. Đó. Làm sao mà lọt khe lọt lên lòng. Sáng chưa ăn cái nó cái quần nó giãn. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vui đùa, có thể cười với nhau, có thể giỡn với nhau xíu. Nhưng đã đến lúc anh cảm giác rằng các bạn phải lắng lòng mình lại nha. Sống bằng nhịp đập con tim của mình. Hãy nghe lời mách bảo của nó. Đúng thì bấm. Không đúng không cần bấm. Quyền quyết định là của các bạn, để tay vào nút bấm đi. Nếu không phải đây là một nửa yêu thương của mình, hãy nhường nút bấm đó cho hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Còn khi chúng ta quyết định bấm, chúng ta cần phải tôn trọng cái nút bấm đó và xem nó là trách nhiệm của mình khi bấm nút. Các bạn đủ lớn để quyết định điều đó. 3, 2, 1, hết thời gian. Chọn không? Có chọn không? Có chọn không?
đó, hốt được hàng rồi đó, nắm tay đi mày. Nắm tay đó. Cô gái là chững chạc hơn đấy. Việc có thể là do buôn bán, là do quá nhiều công việc ngoài. Cố gắng mình chững chạc chút xíu nữa. Hai bạn mà kết hợp với nhau thì mỗi người sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều, để cái mối tình này nó hoàn thiện hơn. Phải cố gắng bổ trợ cho nhau, phải nhường nhịn nhau chút xíu. Và bạn gái ha, có lẽ lớn hơn tuổi thì nó chững chạc hơn, nhưng mà nhìn nét mặt thì trẻ hơn đó, đừng lo lắng điều đó. Hai đứa cố gắng nha, tìm hiểu thật kỹ rồi cùng nhau buôn bán. Nói chung là cô thấy vậy nè, Vi sẽ là cái người á, mà hỗ trợ cho Việt rất là nhiều. Hiện giờ bạn Việt á, giống như là gì nè, bạn giống như cái con bạch tuộc mà nhiều vòi á, cái chỗ nào bạn cũng muốn làm, bạn muốn thỏa chí tăng bồng của bạn, nhiệm vụ của con là phải gom lại nha, gom hết lại đó, vậy đó. Lý do gì đúng không? Lý do Vi sao Vi bấm hơi chậm đúng không? Đang suy nghĩ điều gì? Tại mình đang cần một cái người định hướng cho mình. Bạn thì hơi trẻ, hơi làm theo cái mình thích đó. Nên là mình đang suy nghĩ là mình phải cần thời gian để mà nói chuyện lại, để dung hòa lại. Nhưng mà anh đó là đang làm người định hướng cho nhiều cái nhà hàng công ty á, đang là người định hướng rất là tốt. Nhưng tại cái tính của mình hơi là trẻ con, là chỉ công việc thì con rất là nghiêm túc. Đúng rồi. Nhưng mà mình định hướng cho ai ai, nhưng mà nhớ cũng định hướng cho đây nữa nha. Ở đây anh thấy Vi rất là dễ thương đó, Việt. Vi là con người rất là chín chắn, cố gắng mình sẽ chăm sóc mối tình này để lớn lên. Hai đứa mà kết hợp với nhau thì nó rất là tốt luôn đó. Cố gắng lên. Anh thấy hai đứa dễ thương, anh chỉ lo sợ Vi không bấm thôi. Chứ anh cô ấy đã gọi là suy nghĩ rất là chậm, bấm rất là lâu rồi. Bởi vì khi chúng ta đã bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm rồi xuống mình chia tay nhau, mỗi đứa một nơi, mà chúng ta hãy cần chia sẻ nhau nhiều hơn nữa nha. Rồi, chúc mừng cái sự đồng điệu đó ở nút bấm cuối cùng. Cảm ơn anh. Đây, hãy giữ lấy tất cả những gì khéo ăn nói sẽ có được cả thiên hạ. Điều này hết sức quan trọng nha Việt nha. Giữ lấy cuốn sách mà bạn gái tặng. Còn rau củ quả trứng bầu gì đó thì này, có thể để lại cho chị Hồng Vân để thôi, có trứng có bầu. Không quá, người ta tặng trứng và bầu là dính, hiểu không? Trời ơi, nãy giờ ta đã hiểu ý ta nói rồi. Không, bây giờ con mới giờ con hiểu rồi đúng giờ không? Tặng bạn gái bầu với lại trứng. Vậy là bạn có chín trứng. Ừ. Gì? Thì bạn chín trứng gì? Chín là lẻ là đúng rồi. Là đàn ông là lẻ là đúng rồi. Đúng rồi. Ủa rồi hôn ta hả con? Hôn má. Nó xạo á, nó diễn nó xạo á, hôn má. Không, nhưng mà dán cái tóc lên hôn má. Hửi tóc hả? Hửi tóc hay gì? Để lát về nhà hôn. Không, cái phần mắt ta trong... là phải vậy. Tại bạn hôn. Thôi em nó xin cho nó cái đi. Đó. Ủa tao có đâu, hồi nãy còn hôn mà. Hai đứa này cũng nít lắm mà thiệt. Đó, nít dữ lắm. Thôi được rồi, hai đứa về nhà giỡn nhau đi nha.